Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Bác Công Nghệ. 2023 trôi qua rất nhanh rồi đúng không nào? Không biết trong năm qua ấy, thì những sản phẩm công nghệ nào để lại ấn tượng cho anh em nhiều nhất nhỉ? Trong video ngày hôm nay ấy, mình sẽ không hướng dẫn tip and trick cho điện thoại nữa, mà mình sẽ tổng hợp lại những chiếc máy gaming tầm trung giá rẻ cực ngon đã ra mắt trong 2023 cho anh em nhé. Vậy thì chi tiết thế nào? Bắt đầu video thôi. Vậy thì ở đầu video mình sẽ trên tay chiếc siêu phẩm đầu tiên, đó chính là Xiaomi Redmi K60. Thì cái con máy này ấy, nó được ra mắt ở cuối năm 2022, đầu 2023 đúng không nào? Vậy thì cũng như mọi sản phẩm dòng K của nhà Xiaomi thôi, con Xiaomi Redmi K60 này khi ra mắt ấy, đã gây nên một tiếng vang cực kỳ lớn của những em đam mê điện thoại gaming tầm trung đúng không nào? Sở hữu trong mình một con chip đó chính là Snapdragon 8 Plus Gen 1, mạnh mẽ nhất cuối năm 2022, đầu những năm 2023. Thì đây quả là một món hời cho những anh em sử dụng điện thoại xách tay đúng không nào? Một cấu hình của những chiếc điện thoại flagship cao cấp nhất thế giới mà lại cho vào một chiếc điện thoại tầm trung để đa số những người dùng có tài chính không quá cao ấy, có thể trải nghiệm được cái độ mượt mà của những chiếc máy flagship đúng không nào? Về phần trải nghiệm với mình của em nói thì cho đến hiện nay em nó vẫn chưa được ôn game nhé. Mình check giá mua máy mới của em nói đang có giá gần 7 triệu cho tới hơi 7 triệu một chút nhé. Nhưng mà nếu anh em săn sale trên Shopee ấy, chắc chỉ gần hơn 6 triệu một tí thôi. Siêu phẩm tiếp theo mình trên tay đó chính là Realme GT Note 5 nhé. Và cũng là chiếc máy mình đang sử dụng luôn. Em này thì được nhà Realme ra mắt vào đầu năm 2023 và được anh em gọi với một cái tên, đó chính là flagship killer của 2023 đúng không nào? Em này thì cũng sở hữu chip Snapdragon mạnh mẽ nhất thời điểm lúc bấy giờ, nhưng cũng chỉ có giá tầm khoảng 9 đến 10 triệu tại thời điểm ra mắt thôi. Và bây giờ thì mức giá đã giảm khá sâu rồi, chỉ còn hơn 7 triệu và dưới 7 triệu một chút thôi. Còn anh em mà săn sale ấy, chắc chỉ tầm 6 triệu 2, 6 triệu 4 là cùng đúng không nào? Về mặt thiết kế thì mình thấy nhà Realme vẫn đi theo một cái form chung, kể cả trên em Note 5 này nó vẫn nhô lên một chút so với khung viền nhựa bên ngoài nhá, tạo cảm giác như kiểu nhàm chán ấy. Và em này lúc mà chơi game thì cực kỳ nóng luôn nhá. Mình đã chơi thử Genshin và cả Honkai Impact trên tựa game này tầm khoảng 10 phút thôi mà em nó nóng như hòn than rồi. Anh em nào chơi game trên Neo 5 ấy thì để ý nhiệt độ một chút nhá. Nhớ mua thêm sò tản nhiệt này. Siêu phẩm tiếp theo đó chính là em Xiaomi Redmi Note 12 Turbo, con hàng chạy nhất thị trường trong 2 tháng cuối năm 2023 đúng không nào? Và đến bây giờ em nó vẫn chưa hết hot nhá. Mặc dù rổ giá chỉ loanh quanh tầm trên dưới 5 triệu thôi, cấu hình của em nó này và trải nghiệm mà em nó mang lại là cực kỳ đáng gờm nhá. Mặc dù rổ giá chỉ loanh quanh tầm trên dưới 5 triệu thôi, nhưng mà cấu hình của em nó thì là con chip Snapdragon 7 cộng Gen 2. Anh em nghe đầu 7 thì có vẻ nghe nó hơi phèn một chút so với đầu 8 đúng không nào? Nhưng mà ấy, phải ngang ngửa với con 8 cộng Gen 1 đấy anh em ạ. Giống như kiểu bây giờ mình so sánh một con chip Snapdragon 6955G tầm to với một con chip Snapdragon 845 ngày xưa đi chẳng hạn, thì chắc hẳn là con 6955G bây giờ nó sẽ mạnh hơn con 845 ngày xưa đấy đúng không? Con Note 12 Turbo này ấy, mặc dù chỉ sở hữu khung viền bằng nhựa thôi, nhưng mà cảm giác cầm không hề ọp ẹp và rất là chắc chắn nha. Điểm trừ cho em nó chính là cái phần màn hình này. Phần màn hình của em nó nhìn hơi nhợt nhạt một chút, không thể nào so sánh được với đối thủ như kiểu em Realme GT Note 5 SE của anh em đúng không nào? Thì hầu như những cái dòng Xiaomi ấy, khi mà mình vuốt chạm này hoặc xoay để chuyển cảnh ấy, thì nó mượt mà hơn đáng kể so với những em như kiểu GT Note 5 hoặc là GT Note 5 SE nhá. Ok, mình vừa trên tay những chiếc điện thoại tầm trung hot nhất 2023 dành cho anh em game thủ đúng không nào? Mọi người nghĩ sao về những chiếc máy này? Trải nghiệm của mọi người khi sử dụng những chiếc máy này như nào? Hãy comment cho mình dưới phần bình luận nhé, để mình ra những video hữu ích cho mọi người trong tương lai nhé. Mình cảm ơn các bạn.